Vâng xin kính chào tất cả các bác các anh chị yêu mến âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc nha. Ngày hôm nay ngày chủ nhật chắc hẳn rằng tất cả các bác lúc này cũng đang dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng như là dành một khoảng thời gian bên những người thân và gia đình vợ con của mình và ngày hôm nay chắc chắn em Hiền cũng sẽ mang đến cho tất cả các bác trong ngày nghỉ một trong những sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời. Ở đây thì em Hiền có rất nhiều các sản phẩm cao cấp, hàng đắt tiền và những mặt hàng đấy giá của nó giá mới có thể lên đến tầm khoảng à, à, 10 triệu hơn 10 triệu một bộ micro nhưng mà trên video này em hiền cũng sẽ cố gắng xạ những bộ micro lẻ lô những bộ micro à, còn sót lại hoặc là những bộ micro lẫn lô rất nhiều các mặt hàng rất là đẹp các bạn nhé rất đẹp và rất là cao cấp à, Tuy nhiên à, ở đây thì em hiền sẽ mang đến cho các bạn à, một sự trải nghiệm về những dòng micro hàng bãi hàng tháo phòng hàng bên nước ngoài và nói không luôn với hàng chợ, hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng. rất mong tất cả các bác đang xem video cố gắng nán lại một đôi chút và các bác sẽ uh, được uh, trải nghiệm những dòng micro hàng đắt tiền nhưng mà em sẽ để cho các bác với giá tốt nhất. À, à, các bác cho em hiền xin một like nhá, một đăng ký kênh và các bác nhớ bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. đầu like thì em hiền xin được giới thiệu cho các bác một bộ micro, à, một bộ micro uh, uh, Takstar các bác ạ. Tắc ta thì ở đây lẫn lô có hai bộ này. Có hai bộ thôi các bác nhá. Đấy, một bộ là Tacta 8807, một bộ của nó là Tacta 8919. Đấy thì tất cả mặt mũi của nó thì còn đẹp như nhau. Ở trên kính thì nó vẫn còn nguyên giấy ni lông các bác nhá, vẫn còn nguyên giấy ni lông và nguyên số phòng đấy các bác này, nguyên số phòng luôn. Và con này thì đầu thu của nó nặng kinh khủng luôn các bác, đầu thu nó nặng lắm luôn đấy. Và với con này thì anh em yên tâm rằng nó là một trong những phân khúc À, một trong những phân khúc à, dòng micro TACTA Một thương hiệu đến từ đất nước Mỹ các bác ạ Một thương hiệu đến từ Mỹ Và bộ này thì à, các bác yên tâm rằng Với sản phẩm này đó à, sẽ là một trong những giải pháp Cực kỳ hiệu quả để tất cả các bác chúng ta sử dụng Trong phân khúc gia đình à, Làm kẹo kéo hoặc là các bác sử dụng à, KH Lắp loa kéo rất là ok Đấy, Và với con này thì các bác nhìn thấy này Dòng này thì nó đang chạy một cái dòng côn lọc nhiễu các bác nhé Côn rất giống với côn của thằng xua uh, Beta 58 đấy có một cái cuộn lọc nhiễu ở đây tay chân để nham thợ cũng đã dọn đẹp đấy vệ sinh rất là đẹp chắc chắn rồi tay của nó bằng hợp kim nhá không phải là tay nhựa và các bác cầm nó rất là chắc chắn và đầm đầu thu của nó có thể nặng lên đến tầm khoảng 3 cân rưỡi cho đến 4 cân luôn các bạn ba cân rưỡi cho đến 4 cân luôn à, ruột gan của dòng Star thì các bác biết rồi cơ chế hoạt động của nó rất là ok hoạt động dựa trên nền tảng là sóng AB chạy hai nhân sóng nhỏ đấy, và một hộp sóng lớn Đấy, tất cả giải quyết à, cũng như xử lý về cái hệ thống âm thanh cũng như là sóng sánh toàn bộ bằng thụ nhôm đấy, ruột gan rất là đẹp và ở đây à, em có hai bộ đấy, một bộ của nó là cái mã là 8807 một bộ của nó là mã 8919 thì em đều để cho các bác với giá thanh lý thôi đấy, một bộ này em sẽ để cho các bác với giá chỉ có 1 triệu 200.000 đồng bác nhá 1 triệu 200.000 đồng vào ngày hôm nay đấy, trên like này thì à, em cũng rất là mong tất cả các bác ủng hộ và tất cả anh em là những người đã đăng ký kênh, những người đã like video rồi Thì sẵn sàng tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc 1 triệu 200 nghìn đồng bộ số 1 các bác nhé Các bác có thể yên tâm rằng bộ này của nó là một trong những phân khúc hàng rất là đắt tiền Đắt ta à, Tiếp theo em Triền xin được giới thiệu cho các bác bộ số 2 Bộ số 2 nó là một kiệt tác luôn à, Dòng này của nó là một thương hiệu của hãng BMB các bác ạ Đấy, Thương hiệu này của nó là của hãng BMB các bác nhá thì đối với con này nó có hai dòng quắc, một là dòng quắc cam, Đấy, hai là dòng quắc trắng. Các bác nhìn thấy không? Quắc trắng của nó cũng như các cam là nó đều có thể có một cái cơ chế thay đổi giao diện hình ảnh các bác nhá. Thay đổi được cái giao diện hình ảnh, ví dụ như bên này, các bác có thể chuyển sang 6 số, bên này để 3 số ok. Cắm con dưới xem quắc gì. Đấy, và con này của nó có hai loại các. quắc, một là quắc của nó màu vàng, vàng cam, hai là quắc màu trắng. Thì các bác cố gắng làm sao không lựa chọn bởi vì nếu như mà các bác sử dụng mà lựa chọn màu mè thì nhiều khi em quên em nhầm lẫn thì các bác lại bảo là em hiền à, gửi hàng không đúng nhiều khi nó rất là khó thì tất cả những con à, có chữ mem này nó là hãng của bmb các bác nhá một thương hiệu đến từ nhật bản thì các bác nhìn cái ruột gan của con này á à, ruột gan con này thì nó là ruột gan y hệt như con Pro audio tức là con đồ sâu đấy các bác à, các bác thật có thể nhìn thấy không ạ ruột gan thì y hệt Pro sâu luôn Bảo đầu sâu nó cũng là một thương hiệu của Nhật và tất cả những cái bảng bên mạch cũng như là cái linh kiện đây, của Nhật thì bao giờ nó làm cũng đều có một cái à, cơ chế nó hoạt động như nhau. Dòng này vẫn là hoạt động trị lựa trên nền tảng là sóng AB và con này nó có thêm những tính năng là khuếch đại sóng xa sóng gần, đây, tăng giảm độ nhạy và nó có chế độ tự ngắt sau ba tây Đây chính là một dòng sò mát mít tháo ở phòng hát ta các bác nhá. Mặt của nó thì cực kỳ là đẹp, mặt phay nhôm nguyên khối có chữ là m g m Đấy, mem các bạn nhá có chữ mem ở đây thì mem nó là một thương hiệu à, của bmb các bạn nhá thì các bác biết rồi đối với cái thương hiệu của nhật thì anh em không xa lạ gì dòng này của nó là tay của nó là tay liền Đấy, khối Đấy, mặt hay nhôm được kết hợp với lại hai nền nền màu bạc và gương kính của nó là màu đen Đấy, hai màn hình lcd và con này thiết kế theo cái dạng của nó là dạng à, à, hình thể cân các bạn ạ cho nên là các bác nhìn nó thẩm mỹ nó cực đẹp đối với những thương hiệu của Nhật thì bao giờ các bác cũng cảm thấy là nó thiết kế rất là à, điềm đạm, à, rất là nhẹ nhàng, rất là sang trọng nhưng không là đẹp. Đấy, phía sau thì nó có cả hệ thống com, can đông, đấy, 6 ly và nguồn điện của nó là 12V. Cắm điện 220, các bác nhá. Các bác nhớ là cắm điện 220. Thì những con này của nó là mặt mũi gần như là không có xước sát mấy các bác ạ. Mặt mũi của nó thì rất đẹp. Đây, cho các bác xem qua về tay của nó đây. Tay của nó là dòng này, nó là dòng bản tự ngắt các bác nhé. Và các bác biết rồi, tất cả những thương hiệu của Nhật cũng như là các thương hiệu khác Bây giờ thế đều là sản xuất là ở Đài Loan hết các bác ạ Đấy, Make in Taiwan này, các bác nhìn thấy không? Cô này của nó thì tiếng rất là nhẹ, rất là bay Đấy, và với cái phân khúc này thì các bác biết rồi Đấy, tay chân của nó anh em thợ cũng đã dọn dẹp rất là đẹp Đấy, ruột gan thì cho các bác xem qua để cho các bác cảm nhận Thấy là cái độ đẹp và cái độ sang trọng của nó đây Các bác nhìn nhá Đấy, ruột gan còn mới lắm các bác ạ Đấy, có chế độ GS, có chế độ tự ngắt sau 3 giây và với con này thì uh, em cũng chỉ để cho các bác với giá là 1 triệu 550 nghìn đồng và tặng cho các bác thêm một bộ pin sạc dành cho tất cả các khách hàng uh, thân tín cũng như là tất cả các khách hàng đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh Cao Hiền Audio. Thì em tặng cho các bác một bộ pin sạc. Tiếng rất hay các bác nhá Dòng này của nó những dòng mic uh, mới các bác mua ở bên ngoài thị trường giá tầm khoảng 5-6 triệu là không có cửa ăn đó đâu. 5-6 triệu quay đầu là không có cửa. Uh, và em chỉ để cho các bác với giá 1 triệu 550 nghìn đồng. Và... Em sẽ để cho các bác với giá này vẫn bảo hành 3 tháng hỗ trợ chọn đòi cho tất cả các bác luôn. đó Và bộ này thì tất cả các bác chúng ta nhớ giúp em Hiền là tiếng rất hay. 1 triệu 550 nghìn đồng thôi. Mặt nhôm phay đẹp. Và tặng thêm pin sạc dành cho tất cả các khách hàng đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh các bác nhá. Và sản phẩm tiếp theo em Hiền xin được giới thiệu cho các bác. Đó là một dòng micro bản uh, VIP Đây, của hãng BBS các bác nhá. Uh, bản VIP của BBS các bác ạ. À. Thì con này của nó là với cái mã của nó là U555S Các bác biết rồi Dòng này nó là một thương hiệu à, à, Rất nổi tiếng của Đức Và dòng này nó quắc của nó là quắc màu đỏ các bác ơi Dòng này của nó thế hệ bản cao cấp quắc đỏ Phím chuột con trồ các bác nhá Dòng bản cao cấp phím chuột con trỏ luôn Và ở trên này khi mà các bác bật lên Thì cái volume của nó nó sẽ lên từ 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 Tránh tình trạng là khi mà nó sung điện Ở cái ngưỡng âm thanh lớn Nó sẽ làm cháy loa hỏng loa thì con này của nó có một cái tính năng bảo vệ là khi các bác bật lên Đấy thì nó sẽ từ 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 âm thanh nó tăng dần tăng dần tăng dần. Nó không bao giờ đột ngột một phát là lên luôn. Còn uh, các bác nhìn này, hai cái volume này của nó đều là phím chuột con trồ hết tức là chuột uh, uh, vô cực các bác nhá. Khi các bác muốn mở khóa, các bác ấn hai bên này, ấn giữ hai bên nó sẽ mở khóa ra. Và khi các bác giữ ở nút này không. Uh, khi các bác muốn khóa lại thì các bác giữ hai nút đấy cùng một lúc. Và ở đây các bác nhìn này, khi mà em ấn enter vào này, giữ này, nó sẽ ra chế độ xét vào đồ À, không may mà tay mic của nó là bị lệch tần số thì các bác à, muốn lấy bằng tay thì các bác chỉ cần đọc trên à, cái số trên à, tay mic này và các bác lấy tần số về đúng cái số đó đây các bác nhá lăn trái lăn phải này để về đúng cái số này ví dụ như ba bảy năm một bốn tám sau các bác enter store tức là lưu nhá không lưu lần sau tắt đi là nó sẽ quay lại tần số cũ và tiếp theo em sẽ cho các bác xem qua con này của nó có 5 chế độ set audio 5 cái chế độ nhạy có một cái chế độ gain không các bác nhá chế độ ghen không của nó là cái chế độ uh, chế độ ghen không của nó là chế độ uh, nhạy nhất đây. và chế độ ghen 4 ghen 5 đó là cái chế độ nhạy thấp nhất và đây cũng chính là năm cái cấp độ độ nhạy khác nhau và năm cấp độ này tương đương với năm cấp độ chống hú cực kỳ hiện đại dòng này có dòng logo nổi thế đời cao quắc vàng phím chuột con trổ chỉnh như một con máy tính luôn đó, như một uh, chiếc vang số luôn các bác và với dòng này thì cho các bác xem qua về nội thất đi À, các bác ạ à, xem qua về nội thất đi ruột gan các bác biết rồi con này của nó là bản thế hệ đòi cao à, và dòng này thì các bác không lạ gì rồi đúng không à, hai hộp sóng to vật vã và ruột gan của nó thì gần như là kín mít hết cả chiếc đầu thu luôn các bác ơi à, một thương hiệu đến từ đức và vòng này của nó là bản đòi cao cấp rồi các bác à, với con này thì em chỉ còn có mấy bộ thôi các bác nhá à, còn có mấy bộ thôi và em cũng nói luôn là trong quá trình à, vận chuyển thì ví dụ như mặt của nó có những vết xước sát nhẹ nhẹ một tí chút không ảnh hưởng gì và những con này của nó là dòng à, được tháo ra từ những phòng karaoke VIP ở bên nước ngoài Giá mới của con U555S này dao động tầm khoảng từ 8 cho đến 9 triệu tiền Việt Đấy, Không hề rẻ Và bộ này tay chân thì các bác nhìn thấy rồi Đấy, Đẹp xuất sắc Dòng này của nó là dòng quắc đỏ Dòng đuôi chuột dài và đang, đang chạy một cái dòng côn cool cam Cực kỳ là là, là lớn luôn Đấy, Côn cool cam hai cấp các bác nhá Dòng này tiếng rất là nhẹ, rất là bay Các bác nhìn này Phòng 21P Đấy, vẫn còn nguyên này Đấy, và tay chân thì thậm chí là thọ của em còn chưa vệ sinh lau chùi. Và ở đây thì sẽ lau qua cho các bác xem một tí để cho các bác cảm nhận cái loại dầu đằng sau em ơi. Tốc độ nhanh. À, lấy pin đi cái thứ còn nét nguyên. Tay chân thì đẹp xuất sắc luôn. Đây 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 đây, đây. À, cho bác xem này, đây này, cái này của nó thọ em đã lau qua này. Các bác nhìn thấy không? Con nào cũng vậy, rất là đẹp luôn các bác nhá. À, con này của nó cũng là rất là đẹp luôn. Và con này có chế độ là GS, Nó là một trong những bản smart thông minh. Khi các bác muốn bật chế độ tự ngắt thì các bác ấn vào đây các bác nhá. Các bác ấn vào cái nút này. À, và khi mà cái nào mà các bác uh, <laughs> các bác muốn tắt chế độ tự ngắt thì các bác ấn vào cái nút GS là nút cuối này. Và trên tay mic thì nó có cả chế độ uh, cài đặt uh, độ nhạy đấy, cũng như trên đầu thu luôn. À, nhìn chung về một tay micro nó đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, em chỉ để cho các bác với giá uh, cực kỳ là hợp lý luôn các bác nhá. Cực kỳ hợp lý luôn đối với bộ U555S này. Đấy, em sẽ để cho các bác với giá là 2 triệu uh, 300 nghìn đồng một bộ micro thế hệ bản cao cấp quắc đỏ Đấy, đòi cao các bác nhá. 2 triệu 300 nghìn đồng và tặng cho các bác một bộ pin dành cho tất cả các anh em là những người đã đăng ký kênh đã ủng hộ kênh thì các bác đều được tặng pin cho cái sản phẩm này Đấy, anh em nhớ nhá bộ này của nó tiếng rất là đã luôn hay đủ ba giải và tiếng của nó cực kỳ là bay rất là nhẹ luôn các bác nhá. Đấy, bảo hành 3 tháng hỗ trợ chọn đòi bộ số 3 và bộ số 4, em xin giới thiệu cho tất cả các bác đó chính là một dòng micro. Đấy. Bayer Vred, đấy, BS790A các bác nhá. Bayer Vred, dòng này mặt của nó là mặt thế hệ đòi cao rồi các bác ạ. À. Mặt của nó là mặt thế hệ đòi cao. Đấy, con này của nó là dòng quắc vàng các bác nhá, mặt thế hệ đòi cao Bayer Vred 790A các bác nhìn thấy không? Đấy, với con này thì các bác nhìn thấy là tay chân của nó cực kỳ là sướng luôn. Tay chân của nó rất là sướng luôn này các bác ạ. À. Đấy, đây. Đấy, tay của nó tay titan nhá, chống lăn, chống sốc xịn hết các bác nhá tay titan chống lăn chống sốc xịn hết và tháo luôn cái ruột cho các bác nhìn này đã luôn các bác ạ à. đấy côn cool của nó là đúng côn cool ship của bài ơi và cho các bác xem qua đây đấy. nội thất này các bác nhá rất đẹp 790 v 3 tx các bác nhìn thấy chưa dòng này của nó là dòng quắc vàng đuôi chuột thì tất cả những dòng đuôi chuột quắc vàng thì nó đều là những thế hệ bản cao cấp rồi và đối với dòng sản phẩm tay titan như thế này các bác Dòng sản phẩm tay Titan như thế này mà em bán ra với cái mức giá chỉ có 2 triệu 250 nghìn đồng một bộ micro Biovia BS 790A Với mức giá này thì em nói thật các bác là nó quá là rẻ so với lại giá thị trường bây giờ Đấy, Các bác cứ tham khảo thoải mái, tìm hiểu thoải mái Và những cái dòng này em vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng hỗ trợ chọn đòi Và tất cả anh em à, Ai là những người để à, xem video để Nhớ cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh sẵn sàng em tặng luôn cho các bác một bộ pin sạc các bác nhá. 2 triệu 250 000 nghìn, nghìn đồng là nó quá rẻ so với lại quy định các bác ạ. À. Đây ruột gan đây, nội thất của nó đây. Hàng xịn của Bayer Đài Loan các nó khác hoàn toàn các bác nhá. Đây, đây là hệ thống com tinh chỉnh này. À, rắc 6 ly này. Đây, hệ thống com Canon đầy đủ, nguồn 12V cắm điện 220. hai bộ này thì à, em để cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 250 000 đồng thôi. Tay Titan, bản này của nó là bản cao cấp của Bayer rồi. Đấy, gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi chống sốc đầy đủ. Đấy, bảo hành 3 tháng hỗ trợ trọn đời. Và sản phẩm thứ năm đó chính là một bộ micro. À, một bộ micro với thương hiệu là Muse Power các bác nhá. Đấy, lau qua thì em ơi. Đấy, bộ này có nó mặt thay nhôm các bác nhá. Bản này có nó bản VIP 68 này các bác. Muse Power. Đấy, với con này các bác nhìn này, mặt mũi của nó cũng còn khá là đẹp đấy các bác ơi. Mặt mũi của nó thì còn khá đẹp. Mặt thay nhôm, dạng thiết kế cân. Đấy, mặt màn hình ở giữa hai volume hai bên nút nguồn đây và cho các bác xem qua về nội thất của con này Đấy, nội thất của con này thì nó là không khác gì cái dòng bay ơi bị tím luôn và dòng này của nó là dòng bản cao cấp Đấy, của thằng bay u thuộc phân khúc uh, gọi là phòng uh, hát và gia đình các bác nhá dòng này của nó thiết kế hộp sóng to thì uh, sóng của nó thì cực kỳ là tốt các bác ạ sóng rất tốt anh em có thể mua đi làm uh, tiệc cưới hiếu hỉ hoặc là bác lắp gia đình phòng hát rất ok Đấy, đặc trưng của bay ơi nó là vậy các bác Đấy, và con này của nó là được uh, sản xuất và lắp ráp uh, tại nhà, nhà máy của Đài Loan. Bộ này của nó là bộ số 5 các bác này, mic in Taiwan này. Tech uh, TechTonic from Taiwan tức là công ty này của nó đang được sản xuất và lắp ráp tại Đài Loan các bác nhá, Taiwan. Đấy, tay chân của nó rất là hay, dòng này thì có cả chế độ tự ngắt sau 3 giây. Các bác nhá, có cả chế độ tự ngắt sau 3 giây, tiếng tăm của nó rất là hay và tay của nó màu xám uh, đá các bác. Tay màu xám đá rất là đẹp đấy dọ nó dọ hợp khi min đốc sàng đấy rất là sang trọng luôn các bác hát bộ micro này phải nói là một từ nó quá đẹp luôn các bác ạ Đấy bộ này có là bộ số 5 đấy em xin phép để cho các bác bộ này đấy với mức giá chỉ có một triệu sáu trăm nghìn đồng các bác nhá tặng thêm cho các bác bộ pin sạc đi em đấy cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký kênh ủng hộ kênh em xin phép tặng cho các bác một bộ pin sạc một triệu sáu trăm nghìn đồng bảo hành 3 tháng tay chân zin đét một trăm trăm đấy còn mới cứng cựa chống lăn chống sốc xịn các bác nhá chống lăn và chống sốc xịn luôn và bộ này em xin phép bảo hành 3 tháng bao ship toàn quốc cho tất cả các bác và một sản phẩm tiếp theo em xin được giới thiệu cho tất cả các bác đó chính là dòng micro k 100 gs bản này còn là bản bbs size đại các bác nhá con này của nó là sai cực kỳ là lớn luôn đấy các bác ơi đấy, dòng này của nó là đầu thu nó to nhất trong tất cả các loại đầu thu của bbs một thương hiệu đến từ đức và mặt mũi của nó thì cực kỳ đẹp các bác ạ đây logo bbs này Dòng này có là dòng 6 số Nó có một cái bộ nhớ chương trình kênh sóng sạch Đây là chương trình kênh 83 này Ấn cái nút bên trên này Thì nó sẽ ra kênh 84 này Ấn nút bên trên này Volume của nó là hai volume to Nó nằm thụt vào trong để nó tránh tình trạng chống va chạm Hỏng volume Đấy công tắc của nó bật tắt Đấy rất là dễ luôn Và dòng này Các bác có thể nhìn thấy đây không Đấy size của nó là size tầm khoảng 24 phân Đấy Và ở trên này nó có logo của BBS lắm này có tem nó có BBS này và bộ này nó có thêm một chiếc màn hình đấy để gọi là thay đổi cái chương trình kênh sóng sạch ở đây và ở khu vực phía sau nó có rắc Canon này ba rắc 6 ly luôn cho các bác lựa chọn nha các bác thích tách mic bằng rắc 6 ly Canon đều được và dòng này nó chạy điện 12V cắm điện 220 và cho các bác xem qua về cái nội thất của nó thì các bác nhìn này dòng này của nó là dòng vỉ tím đấy hai hộp sóng lớn xử lý âm thanh toàn bộ bằng những con IC chip 4558 các bác ạ Đấy và ở trên này nó có một chiếc màn hình nữa. Thì đối với dòng này trước đây em hiền bán toàn với mức giá à, toàn với mức giá là rất là cao thôi các bác. Đấy. Và đặc biệt là ngày hôm nay, đấy em sẽ xả rẻ cho các bác những bộ micro này. BBS S100 GS. Đấy các bác nhìn thấy không? Tay chân thì nó rất là đẹp rồi, có chống lăn, chống sốc xịn. Đấy. Và à đối với phân khúc con này thì nó là bản đời cao nó chạy một cái côn cool BBS à, dòng côn cool lụa này. Thì đây chính là một trong những dòng côn cool cực kỳ thân thiện đối với tất cả các bác có thể áp dụng đi làm xô làm sự kiện hoặc là các bác xài trong phân khúc gia đình đều ok các bác nhá dòng này có là dòng bản GS có chế độ tự ngắt sau 3 giây Đấy, tiếng tăm của nó rất là hay và sóng của nó có thể ổn định cho bác tầm khoảng bốn uh, uh, 4 50 m uh, đối với không gian rộng thì có thể lên đến tầm khoảng 100 m là chuyện bình thường uh, chính vậy các bác có thể sử dụng cho mọi mục đích hát gia đình cũng được mà chúng ta đi làm xô làm sự kiện cũng được để cho các bác với giá là 1 triệu à, uh, 7 nhá 1 triệu 700 nghìn đồng Đấy. Và ngày hôm nay phá lệ luôn Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Cao Hiền đã đăng ký kênh của Cao Hiền Sẵn sàng tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc Bộ số 6 các bác nhá Rồi và ngày hôm nay thì uh, em xin phép uh, Cho các bác xem qua về cái số điện thoại Để tất cả các bác chúng ta chốt đơn Đấy, nếu mà anh em ai quan tâm đến mã sản phẩm nào ngày hôm nay em giới thiệu rất là chi tiết và chỉ có 6 sản phẩm thôi các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 558 này để chốt đơn các bác nhá Ngoài ra thì để giảm tải cho cái số điện thoại 558 em hiền cung cấp thêm cho các bác một số điện thoại là 0923 993 993 là số điện thoại em hiền cầm theo tay. À, các bác liên hệ số điện thoại này không được bởi vì rất nhiều khách gọi mà không gọi được thì các bác có thể gọi thêm qua số điện thoại này 0923 993 993 để chốt đơn các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video ngày hôm nay. Chúc cho anh em ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em.